Đó. Nó lại đau lưng mà nó không đau cái chân. Nó không đau chân. Mọi người thấy không? Đây nè, rồi đi qua đây, đi qua kia nữa. Bây giờ tôi muốn đi cho chị thấy, để rồi chị sẽ không còn hình dáng này nữa. Dạ, sợ lắm. Sợ không? Sợ. Đây là phút nghề cho mình chỗ mổ này. Từ lúc té nó mới thôi. Cái số tập bác ở nhà cũng tập xuống luôn á. Coi trên YouTube nó cái gì thì bác đưa ra cứ tập trúng thì trúng hay không thì cũng cứ tập. Tại vì cũng chuẩn bị tinh thần là xuống sẽ bắt bác như thế này là sợ đau á. Dạ cũng tập lắm. Rồi, xích ra đây chút xíu. Đây này, đó. Chỉ cái đỉnh nhắc nha, ha. Để vô đây. Nghe ghê quá nè. Đi thử. Rồi cái này cũng là nhân viên đúng không? Chị tè tè. Rồi quay quay. Không còn thiền muộn nữa. Hồi nãy là riêng cái đau cũ thôi, không có gì. Đúng vậy, rồi, bây giờ chạy được rồi. Bây giờ mới hết chạy rồi. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.